Mọi người ơi, ở đây là phường 6 quận 8 nha. Địa điểm Bùi Minh Trực. Tổ bảo vệ dân phố khu phố mấy đây? Khu phố 1. Khu phố 1. Tụi tôi xếp hàng đúng 1 tiếng rưỡi rồi. Mưa gió tụi tôi cũng xếp hàng. Bây giờ người ta nói hết tiền, người ta đuổi tụi tôi về. Mọi người coi nè. Đó, mọi người xem nha. Tụi tôi xếp hàng đúng 1 tiếng rưỡi nè. Cơ quan chức năng tưởng tụi tôi là con chó. Kêu xếp hàng đã hết tiền rồi đuổi tụi tôi về. Tụi tôi là con người chứ không phải con chó đâu. Xếp hàng được rồi đuổi tụi tôi về. Hả? Chỉ một câu hết tiền là đuổi tụi tôi về sao? Ai ra đứng đây chịu trách nhiệm? Phát số thứ tự cho người ta rồi mới đuổi người ta về. Chứ không có làm như vậy được. Bà con ở đây đứng đợi nè. Mọi người xem nè. Mọi người xem nè, ai cũng đứng đợi hết. Ai cũng đứng đợi hết. Nè, mọi người xem nè. Đó, mọi người thấy không? Đứng đợi 1 tiếng rưỡi rồi đuổi người ta về. Em nói anh nghe nè. Em nói anh nghe nè. Hả? Bà con đứng đợi, anh cho người ta về, anh phát phiếu cho người ta về. Để công sức người ta xếp hàng. Đúng không? Mở cửa coi. Đó, bây giờ đóng cửa đuổi bà con về, công sức xếp hàng không có. Công sức bà con xếp hàng nè. Công sức bà con xếp hàng nè. Em có dân em là ăn học. Em nói rất đàng hoàng, anh phát số cho mọi người để mai không đứng đợi nữa, anh hiểu không? Em ăn học em nói nhiều quá anh nhúc quá. Em nè để nói bây giờ bà con đứng giá hàng nãy đi. Rồi một tí xíu nè, người ta ra rồi đâu cái giấy mền, tập tí số thứ tự 1 2 3 4. Rồi ok, anh nói vậy là ok. Ok, anh trả lời vậy là ok chắc không? Không trả lời. Ừ sao? Ở trong người ta biết. Anh ký giấy cho mọi người để xếp hàng. Nói tụi em là hết tiền rồi đi về. À, anh nói như anh là em đồng ý chứ đừng có nói hết tiền đi về. Một cái anh áo xanh hồi nãy, cái anh mà đuổi non giống hay anh đó, kêu là hả hết tiền rồi đi về. Bây giờ mình đây nè, mình đảo nãy giờ bà con ở đây người ta ghi số thứ tự phiếu, bây giờ người ta ký vào ngày mai. Từ người sẽ là từ bây giờ đưa vô vậy được cũng không được, bà con đứng đi. Mọi người xếp hàng lại đi. Mọi người xếp hàng lại đi. Xếp hàng lại đi, xếp hàng lại. Xếp hàng lại.